Bốn thiên thích ca mâu ni Phật. Kính bạch chư tôn, thiền đức tăng ni, hành giả thiền đường đại chúng. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm Quý Mão, tức là thất thứ 9 ngày thứ 2 của Pháp Tu Mùa Đông tại Thiền Viện Di Lực. Như thường lệ, giờ này là giờ giải đáp thắc mắc và chia sẻ công phu. Có quý vị nào có điều gì thắc mắc thì nêu ra để chúng ta cùng chia sẻ. Thì cái việc mà chúng ta tu hành đạo cũng như đời, nó cũng có cái chỗ mà nó tương quan, giống như gần giống như nhau rồi. Ở đây là chúng ta là cái thiền đường để chữa cái tu hành, mà cũng như ngài Lai Quả nói là chữa cái bệnh lớn sanh tử, mà cũng là một cái để thực hiện cái quy củ của thiền môn, mà cũng là để đào tạo cái nhân cách của một hành giả cũng như một cái con người trong cái xã hội ở thế gian này, nó có đầy đủ cái đạo hạnh, cái phong cách mẫu mực. Thì ở nhà trường thì cũng có những cái trường lớp để đào tạo cái học viên rồi sơ trung rồi cái cao học, và cũng để làm đào tạo ra những cái tài năng của con người, có tài năng đức độ để mà phụng sự cho xã hội nhân sinh. Thì nhà chùa thì cần cái đạo đức, tài năng, nhưng mà phải có cái đạo đức nữa. Còn ở thế gian thì cũng có tài năng, cũng phải có cái đạo đức. Thì mà quý vị thấy cái lớp sơ cấp thì rất là đông, tiểu học rất là đông, lên tới trung học thì thưa dần, tới cao học lại còn lác đác. Thì ở thiền đường nó cũng gần giống như vậy. Quý vị thấy cái khởi thất là rất đông rồi, nhưng mà dần dần nghe cũng tới gần giải thất thì nó thưa dần, bởi vì cái sức khỏe của con người có hạn, mà chúng ta gán tới đây là nó cũng kiệt sức rồi, gán thêm nữa là cũng đi lết bết luôn, mà gán hết sức. Nhưng mà rồi cũng có những người gán không nổi. Vì vậy mà mình mới thấy được cái ngày Lai Quả nói chúng ta bình thường là tham thiền, mà khỏe mạnh cũng tham thiền, mà có bệnh đau cũng tham thiền, mà dẫn đến chết cũng phải tham thiền. Thì quý vị thấy cái sự tâm quyết của tổ sư là như thế đó, muốn hành giả chúng ta phải luôn luôn có cái sự tinh tiến công phu tu tập, không có nhàn mỏi, mà không có một chút nào lơ là với cái thời gian. Thì ngài quý trọng cái thời gian từng ly từng chút như vậy đó. Cho nên á, chúng ta mình sống mà nếu mà mình không có quý trọng cái thời gian thì lây quay đó, thì nói cái thân mạng của mình nó già nua nào mình không hay. Rồi cho nên nó cái sức khỏe của mình nó yếu dần mà mình cũng không biết nữa. Mà khi mà nó khi cần dùng tới đó
thì làm không nổi. Lúc trẻ thì nó phấn chấn, nó xoay trở rất là nhanh gọn, cái gì cũng thể làm được. Mà cái tuổi già rồi muốn làm, tuổi cao rồi đó thì muốn làm không được. Thì bởi vì như hồi sáng này tôi ra tôi cầm cái xà beng tôi dở lên, mình thấy đúng là nay mình thấy yếu thiệt. Mình bấm cái cây chuối mà dọng xuống cái nó không có xuống. Mình cầm cái chài mình dọng cái cây cọc đó mà dọng nó cũng nó lúng không có nhanh. Hồi xưa sức đó mà dọng chừng 2-3 phát là nó xuống bút cây cọc luôn á. Nhưng mà bây giờ dọng mà nó không có xuống được. Như vậy để thấy được rằng cái sức khỏe con người nó cũng có theo thời gian mà nó suy giảm mà mình không có biết. Khi đụng việc mới biết là mình đã già, đã yếu. Nói như vậy. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta cũng vậy, cũng phải luôn luôn tinh tiến công phu, chứ còn không có ỷ lại cái sức khỏe của mình. Mình ỷ lại sức khỏe của mình thì có nhiều người nói tôi già còn khỏe được, từ từ đến già rồi tôi tu cũng được. Nhưng mà khi già rồi tôi không có nổi. Ví dụ bây giờ mình lên mình ngồi thiền, tuổi trẻ ta ngồi cả giờ không sao hết, ta đi cũng cả giờ không sao hết. Nhưng mà mình ngồi một giờ là ngồi không nổi, nó lắc tôi, nó uốn éo, nó khó chịu. Mà đi một giờ, nửa giờ thôi, đi nửa giờ thôi mà mình đi không nổi luôn. Cho nên cái hòa thượng Nhật Tây ổng điều chỉnh là cái quy củ của thiền đường. Mình đi nói là nửa giờ, nhưng thực tế đi có 20 phút thôi. Khi 20 phút mà đánh tiếng chuông để mà đi truyền giải đó, thì mình cảm thấy nó nhẹ nhõm trong người rồi. Mà theo mấy bữa mà mình nghĩ mình không có cảnh sách mà mình đi suốt luôn tới 30 phút, 20 phút mà tăng thêm có 10 phút nữa thôi, đi không nổi, lết bết, dở cái chân, sao mai sao cái chân mà đi nó nặng dữ vậy, cái bước đi nó nặng hơn lúc bình thường. Mà 10 phút sau mình cảm thấy như đi mấy cây số vậy đó. Thì mình thấy rằng cái sức khỏe con người nó như vậy. Cho nên quý vị phải cố gắng mà mình còn được sức khỏe bao nhiêu thì mình cứ tận dụng cái thời gian mình có được để mà nỗ lực công phu tu hành. Chứ còn đợi đến lúc già thì nó không có kịp. Khi mình đã già rồi á, nó dở đủ thứ, ăn cũng dở nữa. Người ta ăn cái gì ta ăn cũng ngon lành hết, mình giàu lên mình ngẫm nhai cái nó bụng nó cứng cũng nhai không nổi, mà nó dai nhai cũng không được, mà nó mặn một chút cũng không được, mà nó nhiều một chút còn ăn còn ít thì tính gán cho hết mà gán nuốt nó không xuống luôn. Cho nên là mình thấy cái sức già nó dở vậy đó. Nhìn tôi đi mà thấy quý vị ăn rồi còn bỏ lại cái tô nước, tôi nói thay vì mình bỏ cái xác cho nó khỏe chứ cái nước rồi đồ bổ không mà đi bỏ uổng quá. Mình uống cái nước vô đó là ăn cái nước nó khỏi phải nhai, đồ bổ nó cũng giống như vậy, còn cái xác còn nhai nó cực. Bỏ cái nước uổng hơn cái bún hơn cái xác đó đó. Thì mình thấy cái già là nó dở vậy, dở đủ thứ, từ cái ăn cũng dở mà cái làm việc cũng dở. Mình làm cái gì thấy nó cũng dở hết trơn. Kể như hành giả chén đứt của mình xưa thì xoay trở là đâu có ai mà bị với ông đâu. Mà giờ chấp đó không sao nổi gì hết. Bây giờ mình thấy nó dở vậy. Khi già nó đã dở rồi, bệnh thêm một chút nữa là dở nữa. Dở cộng vô luôn, dở gấp đôi luôn. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta phải cố gắng mình tận dụng cái thời gian còn sức khỏe để mà mình tinh tiến tu hành. Khi già nó có cái nền tảng sẵn rồi thì nó cái đà nó đi tới luôn, chứ còn như xe mà xuống dốc vậy đó, mình muốn đào thắng cũng không ăn nữa.
nó xuống thôi chứ nó không có lên nổi. À, mình thấy như cái cầu Mỹ Thuận ấy, lúc mà cái cầu mới vừa làm xong khánh thành, đi xem ra để cho coi cái cầu mới của đất nước mình có cái cầu mới, ca ngợi đài báo đài nó ca ngợi đẹp lắm, mình đi qua để coi, mình đi lên rồi thấy những chiếc xe mà yếu á, sức khỏe mà nó yếu rồi nó lên cái cầu mình thấy tội nghiệp lắm, nó gắng hết sức luôn mà xe khói đen luôn mà nó lên không nổi. Thì mình biết rằng cái sức khỏe con người tới đó rồi là mình gắng muốn sống thêm một giờ sống cũng không được nữa. À, nó đã duyên nó đã đến rồi, giờ mình gắng cỡ nào gắng cũng không được. Cái sự tu hành của mình cũng vậy. Lúc giờ gần già mình nếu mà nó kiến tánh được, nó khai ngộ ra cái thì nó khỏe biết bao nhiêu. Mình gắng hết sức mà gắng cũng không qua được cái mê mờ này. Cái sự tối tăm nó cũng giống như nó mây mù vậy, mình dùng hết sức mà để mà quạt mình sâu đẩy gì cũng không được. Phải chịu, đành chịu như thế. Cho nên đó, mình còn sức khỏe gắng bồi đắp cái duyên đã gieo trồng cái chánh nhân trong Phật pháp rồi, trong cái mình có được cái nhân tốt, mình gắng để mà bồi đắp nuôi dưỡng cái nhân này cho nó lớn mạnh, đến khi tuổi già mà nó chưa có khai ngộ được cũng là cái nhân tốt cho đời sau, cái thân mới của đời sau thì tiếp tục để bồi đắp phước huệ tu hành đến khi giác ngộ. Chứ còn bây giờ mà mình đánh mãn với cái thời gian thì bởi vì cái sức khỏe của tuổi già nó yếu rồi mà mình không có phấn đấu thì một ngày nào đó thì mình có hối hận cũng không được muộn màng. Cho nên cái sự này là quả mà muốn chúng ta phải luôn luôn dụng công, phải tinh tiến. Mình dụng công tinh tiến đó là cái đà để mà phấn chấn cái công phu của mình. Mình có tinh tiến thì nghi tình những cái phát khởi mạnh, mà nghi tình nó phát khởi là động lực để đưa đến thời đầu, mà đến được thời đầu thì cái cơ hội khai ngộ mới có phần của chúng ta. Thì chúng ta là người phàm phu phải lầm từng bước như vậy, giống như xe mà lên dốc vậy, nó phải nó ta lợi dụng thời gian từng một vòng xoay chứ không phải thường quay qua được một vòng là mừng một vòng, kiệt sức đến độ vậy. Thì là bây giờ cứ là cái buổi chia sẻ của chúng ta, quý vị nào có gì thắc mắc để đeo ra chia sẻ, nhất là hành giả nhất đích với cái thần bệnh hoàng của mình, có cái gì mà để mà trao đổi với những người khỏe mạnh. Con cũng xin chia sẻ đôi chút. Thời còn trẻ thì con mạnh dữ lắm luôn. Rồi, đúng rồi. Bao nhiêu thật sự con cũng làm tốt lắm. Nhưng mà khi cái bệnh nó tới mình cũng không biết, mình đâu có đoán được đâu. Khi bệnh tới thì đột xuất nó bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà con cũng cố gắng để mà cho cái bệnh mình nó hết á, thì đi cũng nhiều thầy nhiều thuốc thì bệnh nó thuyên giảm. Thì công chuyện thật sự con cũng làm rồi. Rồi tới một lúc
gần đây cách đây chừng 3 năm á, thì con bị té rồi đi vô bệnh viện Bình Anh á, thấy cháu uống cái thuốc gì mà mạnh quá làm cho bao tử nó bị rít, rồi cái từ từ cái lúc đó là bắt đầu đi không được rồi đó. Thì chính cô Ngân là người cứu con á, cổ đi xuống dưới cô thấy con vậy, cô nói thôi bây giờ chú lên trên tình đường đi, lên trên này đi thì cũng có thầy thuốc tôi cũng có thể là giúp đỡ được á. Thì con cũng nghe là cô Ngân là con bỏ nhà con đi, nhà con giờ không ai ở trên á, bỏ đi nay cũng hơn 2 năm rồi. Thì lên đây á cũng có nhiều hành giả giúp đỡ lắm, thấy con bị hoạn thì ai cũng thương, thích giúp đỡ. Rồi cái hôm nay con lên tìm đường được á là cũng nhờ nhiều người đóng góp vô. Thành ra nhân cái việc này cũng khuyên hành giả như thầy vừa nói đó, mình còn có sức lực á, mình ráng công phu cho nó tốt để rồi. Nhưng mà cái con nghĩ rằng nếu mà cái trường hợp mình công phu như hiện tại bây giờ á thì những hành giả khó của mình lắm, tại mỗi ngày mình đi biết bao nhiêu cái số không, thành ra là nếu đi bộ nhiều quá thì làm sao mà bệnh được. Thành ra nhân việc này các quý vị nên cố gắng mà tu vừa đi kinh hành để dẫn dụng cơ thể mình cho mỗi ngày nó mạnh lên đó. Chứ để nhẹt như con thì giờ nó quải quá rồi đó. Thì các con thấy xấu hổ là con cũng mang cái hành giả tu lâu năm mà thân nó quải vậy cũng giúp ích gì được cho tiền đường. Mà hôm trước con cũng muốn lên đây nhưng mà con ngại là vì mình là những hành giả người ta mất công khô, người ta giờ mình người ta cũng thương hại rồi làm cho người ta cái vọng tưởng nó kéo đi, thành ra con không dám lên đây. Nhưng mà ở trại thì con nghĩ nằm dưới hoài cũng vậy, sao lên đây chết ra tiền đường cũng được đó. Thành ra con cố gắng lên đây, thành ra cũng khuyên những hành giả mà hiện tại bây giờ ráng công phu. Mà tiền đường này có phước á, là được thầy Minh Hoài và thầy Minh Tây lên đây để mà dạy cái quy củ của tiền đường á. Cái hành giả mà tu không có quy củ á, như vừa đầu á, ở đây á con thấy ai tu bất phơ gì cũng được, không cần phải cố gắng lên tiền đường cho đúng giờ đúng lúc đâu. Nhưng mà nhờ cái hai hòa thượng tới đây dạy cho chúng mình là tu cho có quy củ. Còn con muốn kể là cái sư bà Diễn Đủ á, hồi xưa đó là chính sư bà Diễn Đủ á lên là tác bạch cuối thiền đường đó, tác bạch với hòa thượng nói là sư bà đã từng đi qua Nhật học thiền mà sư bà là 45 tuổi hạ rồi mà không bằng giữ một thiền thất ở Từ Ân. Lúc đó con nghe con bủng rủng tay chân, nói trời ơi sư bà 45 năm mà không bằng thiền thất, vậy mình giữ thiền thất thì quá đã rồi. Thành ra con nghĩ rằng bây giờ hành giả cũng nên có những cái tu tích cực để mình vượt qua những cái chuyện, ví dụ như về bản thân thì có thể vượt qua những bệnh hoạn, mà về tương lai mình cũng thể kiến tánh thành thật được vậy. Tại vì cái tánh mình là Phật mà, tự tánh mình là Phật, nhưng mà do mình không phát giác được. Bữa nay thì thầy cũng chỉ con đường mình để phát giác đó, thì con xin giúp đỡ mình mấy vị chúc cái gì tu tinh tâm. Qua cái sự chia sẻ của Giác Đức là một cái vị hành giả mà tôi họ thầy cố hòa thượng thiền sư sinh tiền, cho nên gọi là nếu mà nói là hành giả này là lão tham mới đúng, vì đã cầm kệ với hòa thượng thiền sư lúc giao hoàng pháp để mà triển khai cái pháp môn tham tổ sinh tiền này. Mà hành giả đã hộ pháp và hành trì tu tập từ đó đến nay.
nhưng mà chẳng qua là vì cái bệnh duyên, cũng là cái nghiệp lực của cái thân tướng này, thì hành giả cũng không lấy làm trách buồn gì nó, bởi vì cái nghiệp của mình như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Nên mà tổ Bồ Đề Đạt Ma có nói cái câu là mà tùy duyên tiêu nghiệp cũ mà hầu duyên mặc áo xin, thì hàng ngày hành giả cứ tùy duyên để mà cho nó tiêu vòng cái nghiệp cũ của mình. Thì tôi có khoảng đời hành giả lúc còn trẻ trung thì cũng tham gia các cái hội mà để mà phụng sự tam bảo, hậu trì cái thiền tốc thiền đường rất là có tốt. Rồi gặp được thực tế nơi hòa thượng thiền sư giáo hóa chỉ dạy cho tu tập, thì hành giả cũng siêng năng tinh tiến, mà gặp gũi hòa thượng được lâu dài. Mà hôm nay mình vì cái bệnh viêm, cái thân tướng thân thể này nó phải như vậy, mình phải chấp nhận để mà tiêu mòn cái nghiệp cũ. Nhưng mà còn sống được ngày nào thì cố gắng để mà vận dụng cái tâm lực công phu. Thì như tổ Lê Quả nói, sống tham mà mình cũng tham, mà chết cũng phải tham. Mà cái chỗ bệnh tham thì được, nó khó một chút nhưng cũng còn được. Nhưng mà chết cũng tham thì cái chỗ này thì hành giả chúng ta chưa chết, thì mà mình làm sao mà mình định hướng được cái chỗ mà chết cũng tham đó, thì lúc mà mình cái duyên cuối cùng gọi là cận tử nghiệp của chúng ta, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Thì cái giờ phút nguy kịch này mà mình có được cái tính tâm phát khởi công phu tu hành, mà mình đề được câu thôi đầu mà tắt thở, thì cũng giống như mà chiến sĩ mà tử trận vậy đó, nó cũng được cái sự huy hoàng lắm, quanh liệt. Cho nên hành giả nói chết tại thiền đường, tôi thấy nếu mà chết được ngay thiền đường này thì đại chúng mà trợ duyên đó là quý lắm đó. Chết tại thiền đường này là nó gọi là chiến sĩ mà mình mà tử trận tại chiến trường, thì cái chuyện này nó không phải là xấu đâu, rất là tốt đấy, không có xấu đâu. Con cũng xin chia sẻ một điều, khi con bị tai biến á thì cũng khoảng 2 tháng hơn rồi, thì con nằm bệnh viện á, mấy chị bị giả thì lan rồi chị tìm rồi vô thăm á, thì chị thấy con cứ nhắm mắt không. Mà sự thật á là khi con buông cổ thở đầu ra nó nhức, chịu không nổi, cái đầu nó bưng nhức. Con phải nắm câu thở đầu thì nó không có đau, nhưng nắm không thở đầu thì đâu còn biết gì nữa đâu. Thành ra quý vị đi vô thăm mình thăm là con không biết nữa, nhưng mà nghe sau này nghe lời á thì về kể cho hòa thượng nghe, thì mấy chị mới nói hòa thượng vô thăm anh nhất đức đi chứ ảnh chắc chết rồi, giờ ảnh không có mở mắt nổi á. Thành ra hòa thượng vô thăm, thì hòa thượng trả lời nó không chết đâu, khỏi vô thăm. Nên là con kể thêm chuyện này. Có nào quý vị nào có điều gì chia sẻ nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ. Thì cái chỗ đó, cái chỗ mà cận kề với cái sanh tử đó, mà mình có một niệm công phu được chỗ này thì nó rất là quý lắm. Vì nó cái đây là cái nó cái cận tử nghiệp mà nó đúc kết cho một đời sinh tiền của mình bao nhiêu cái nghiệp chân là nó đều dồn nén vào trong cái giờ phút cuối cùng này. Nó cũng giống như cái cây nó lên, nó từ cái hạt nó lên cái cây,
rồi nó ra cái bông, rồi nó kết thành trái, rồi trái nó già nó thành hạt. Cái hạt đó nó đủ mạnh á thì nó mới tiếp tục nảy mầm thành cây trở lại. Cho nên á, cái lúc mà mình cận kề với cái chết đó mà nó còn một cái niệm phấn đấu mãnh liệt như thế thì làm nhân cho đời sau, cái thân mới đời sau nếu mà gặp được cơ duyên thì nó bùng dở liền. Đó là nhân mà. Cái nhân này nuôi được như vậy thì cái quả đời sau nó gặp đủ duyên là nó bộc phát liền. Thì mình tin nhân quả thì mình suy đoán cái chỗ này chắc lời của Phật tổ dạy không sai. Thì chứ còn mà mình chết mà tham thiền nó làm sao chết mà tham thiền cho được. Nhưng mà cái tâm thức của mình nó không có quên, nó vẫn còn giữ được cái chỗ này, nó còn ghi nhớ được cái chỗ này để mà nó chuyển qua cái thân mới của đời sau, thì cái nhân này nó sẽ phát khởi lúc nào đủ duyên. Cũng giống như hạt giống mà gặp nước, gặp đất ẩm thì nó mọc lên mầm liền. Thì chúng ta phải tin điều đó để rồi mình quyết tử hạ thủ công phu. Để mà đời này không được thì biết làm nhân cho cái thân mới đời sau. Bây giờ này buổi chia sẻ công phu đến đây đã mãn. Hành giả chúng ta hướng tâm đầy khởi khởi đầu tham khởi thương.